Chuyên chuyên, bận lắm rồi, đi tắm thôi. Ừ. Ê, nói đi tắm là đi luôn ngoan thế. Ừ. Ê. Ê, chuyên chuyên, mẹ bảo con đi tắm mà con lại chui vào trong lòng ngồi là sao? Lại còn đóng cửa lại nữa. Ê, mẹ nói con biết này, ở dưới nhà nhiều cô nương đẹp lắm, tắm sạch đi mẹ đưa con xuống gặp cô nương. Ừ. Nói đi gặp cô nương là đi tắm luôn. Được rồi, tắm cho sạch cho đẹp trai để đi gặp cô nương nhé.